anh biết sao? Tối nay anh biết buổi sáng không? Mặt luôn á.
một mặt anh chị nha, một bảy cái này anh chị, món hai cái này thấm nước muối không, lấy nước muối gờ đấy thôi lấy nước muối. Không, em tối nay em không rửa sữa rửa mặt thôi, tối mai rửa lại bình thường em. Ở nhà em có dùng sữa rửa mặt không? Có ạ. Ừ, tối nay không rửa, hôm nay rửa bình thường. Không thêm gì hết. Có còn dùng kem trong nắng không chị? Ừ, kem trong nắng chắc phải 2 ngày nữa em mới dùng được. Chừng là nó khô, em thấy nó khô á. Em mới vui được. Của em hết 90 thôi. Có thứ tiền này. Đóng nó to quá.